Hello mấy anh em nhé. Hôm nay á, tôi làm cái video này là để hướng dẫn mấy anh em và đi cái event và trào lưu chiến đấu lôi đài để nhận nguyên thạch. Và cái event hôm nay nó sẽ có một cái boost rất là đặc biệt, nên là tôi muốn chia sẻ cái cách mà đánh hiệu quả nhất có thể cho anh em, dành cho người mới và kể cả những người chơi lâu. Kinh nghiệm đấu cái bạn hôm nay cực kỳ dễ luôn, nhưng mà tôi không chắc là toàn bộ những anh em đều biết cái cách mà để tận dụng được hết toàn bộ những cái lợi thế của cái event hôm nay vô một cái màn đấu duy nhất. Hôm nay là event ngôi sao can đảm, đúng không? Máu của nhân vật càng thấp sẽ nhận được càng nhiều boost tăng tấn công. Tại sao và bây giờ ấy, phải làm sao để cho nhân vật máu càng thấp không chết để giết được cái con quái này? Cách đầu tiên, ra ngoài sử dụng bất kỳ một con hệ hỏa nào cũng được, đánh tụi quái đó đi ha. Tôi sẽ lấy chỗ này làm đam chính của tôi hôm nay, đó là thích. Ok, mấy ông hãy dùng cách này đốt máu hết cho tôi nha. Có khi nào chết thì thôi. Nói giỡn thôi chứ đừng để chết nha. Chết thật kỳ lắm. À, tôi nghĩ xong đợt này là xong rồi đó. Rồi ok, đi vào thôi. Nhớ bỏ xiên lên nha nha. Cầm xiên lên như là chết đấy. Đội hình cần có một con tàu khiên, bất kỳ con nào tàu khiên cũng được. Khiên mà giỡn quá là chết. Nè, tem của tôi không có gì ngon cả, rất là yếu, yếu xìu luôn. Nhưng mà chỉ dành tay to thôi. Nếu mà ông nào ấy, nếu ông nào mà đánh thực sự không phải gọi tay to ấy, hãy sử dụng khiên. Còn với tôi ấy, tôi không cần khiên luôn. Tôi cần như thế này thôi. Mấy ông có thể sử dụng cây da để đóng băng quái cũng được. Còn đây tôi thích cầm Genju hơn. Tôi đều có lý do của riêng tôi hết á. Cả hai đều được nhé. Nhưng mà nhất thiết phải có một con hệ băng, một con hệ thủy. Hệ thủy thì Barbara rất là dễ có, nhưng hệ băng cũng có nhiều con có thể có. Nhưng đây ưu tiên là con hệ băng phải có, nhất định phải có một con hệ thủy. Hệ lôi ấy, tại vì hệ lôi không cần thiết, vì ở đây tôi sử dụng con đam chính của tôi, không nhất thiết là phải là phít, con nào cũng có thể đam chính cũng được cả. Nếu con đam chính của mấy ông một hoặc là con hệ thủy hoặc là con hệ băng thì càng tốt. Mấy ông có thể thay một con khác tàu khiên để cho chắc chắn hơn, để chơi cái bàn này khó bị con quái đánh trúng chết ý là đột tử ấy. Rồi bắt đầu đi, không nhiều chuyện nữa. Nhưng mà trước khi chiến đấu ấy, thức ăn tăng đam cho tôi nhé. Tăng đam tăng tỷ lệ bổ kích. Rồi ăn một món ăn tăng phòng ngự, tránh bị sốc sát thương chết. Tại phòng ngự càng cao sẽ giảm được sốc sát thương. Và ăn một cái thuốc chống bụi, tăng 25% kháng nguyên tố nham. Tại con quái này là nó lại nham nhé. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Cực hạn. Ah!
cũng xong, không hề để mất máu con đam manh chính nha. Đó, đó là cái cách mà mấy ông để đi cái ải của ải event của ngày hôm nay. Tất cả những gì tôi muốn nói là đã nói xong hết rồi. Rất cảm ơn anh em đã đến mà xem video này. Rất cảm ơn. Hẹn gặp lại.